ra xong. Giờ mình để cho nhớt nó chảy đi ha. Cái con bù lông nó là như vậy. Đó nè. Vuông. Cái roa này nó bằng sắt cho nên mình không có cần đổi. Nhưng mà mỗi lần mấy chiếc xe cũ này kia là mình nên đổi nha. Nếu mà mình mua cái miếng roa này nó tốt á, nó sắt á, bằng sắt á thì là không cần đổi. Còn mấy miếng kia là nó bằng mũ hay là bằng giấy hay là bằng đây, để mình kiếm cho mọi người coi. Ở nhà mình hồi nãy mình có lấy ra cho coi. Đó, nó bằng như vậy. Nó như vậy nè. Đó, cái này mà thường thường là người ta đổi thay nhớt này kia là người ta làm bằng cái người ta đổi bằng đổi cái này. Đó, có nhiều cỡ nha. À, cái này là nên phải đổi, bắt buộc phải đổi nha, không ấy là sẽ bị không ấy thì sẽ bị nhớt nhiều quá. Thằng em mình nó đang thay cái lược gió máy lạnh. Để mình qua mình coi nó làm tới đâu rồi ha. Được không? Ồ, anh thay, anh tháo ra tơi bời luôn. Ah oui, ça a toujours été. Này cũ hả? Này mới. Hai cái khác biệt với nhau đó. Này cũ này dơ nè, mình thấy rõ ràng là dơ nè ha. Cái này nó mới nè. Này nè, ở trong đây á, nếu mà mình nhớ không lầm, ở trong đây nó có sạc bông nha, là cho có sạc bông, tại vì trong đây là nó hút để cho cái máy lạnh. Cái này dơ nè, hai cái này dơ. Ủa, hai cái luôn hả bè? Hai cái luôn nha các bạn. Đó, mình thấy rõ ràng là dơ nè, thấy chưa? Đó, quá dơ luôn. Cái này là cái sạch, cái mới. Mình thấy nâu, tại vì trong đây nó có sạc bông. Là cho, thế gì mình kêu cho. Ok. Thôi mình để cho em nó làm tiếp nha. Chút xíu mình để nó làm xong mình sẽ cho nó một cái món đồ để làm tiếp. Chắc nó chưa biết là cái gì đâu. Ok vậy nha. Mình thấy nhớt đang chảy đây. Nhớt gần chảy gần hết rồi. Nhưng giờ mình hạ chiếc xe nó xuống một chút xíu để cho nhớt nó ra hết luôn nha. Các bạn nên là mở cái nắp này. Đó. Ồ, còn nóng mà, nhớ còn nóng. Không biết các bạn có thấy mấy cái khói nó ra không? Khói ra quá. Nhớ còn nóng à. Với mình tháo luôn, rút luôn cái này. Rút luôn cái này. Đó. Một lát là mình chỉnh cái cây này, cây chăm nhớt, chỉnh nhớt. Mình coi mình chăm nhớt coi có điều không. Lát mình cho các bạn coi. Bây giờ luôn đi. Lát hoài. Không có người quay nên mình phải tự quay thôi. Đó, các bạn thấy không? Mình làm một lát á, cũng một lát nữa. Mình chăm nhớt là nhớt nó đầy từ đây cho tới đây. Nên là mình thường thường là mình để giữa hay là lên một chút xíu. Theo mình đó, theo kỹ thuật của bên mình đó, mình nên là để từ đây qua tới đây, trong đây là ok ha. Mình để giữa đi. Thùng nhớt nó đây. Mình làm đóng lại hết rồi ha. Giờ mình rút ra, thả chiếc xe xuống. Rồi, cái thùng nhớt thì mình phải đổ sang vô cái thùng cũ. Mình ở đây mình không có đổ tầm 7 tầm 3 được, bị phạt chết luôn. Ồ, cứng quá. Cứng quá, cứng. Mình lấy toàn vis, mình xả nó. Ủa, ok, coi mình thấy coi sao cứng giờ mình thấy nha. Thôi, mình dặn cái nhẹ thôi nè. Xả từ từ xuống. Mình đừng có quên là mình phải xiết bánh xe lại nha. Hồi nãy mình tháo cái con kia ra để cho quý vị coi cái con ốc để khóa.
cho nên cái tự nhiên cái mình sẵn tay mình tháo luôn bốn con kia luôn. Ok, giờ mình dặn bốn bánh xe lại xong rồi châm nhớt vô. Đây là nhớt hiệu Elephant Button. Thường thường á, là các bạn mua nhớt là các bạn phải cẩn thận một xíu, thì nó có hai loại nhớt, một loại nhớt là để cho xe xăng, nhớt kia là để cho xe dầu. Xe dầu để nó để chữ đây ha, xe xăng nó để là essence. Các bạn phải cẩn thận một chút xíu về cái số đây, nó rất là quan trọng. Mình mua 5W40 có nghĩa là để cho xe không có mới lắm mà cũng không cũ lắm, mình lấy số 5 trên 40 được rồi. Còn nó có nhiều cái là 10W hoặc là W ha. Nó có số 5, 30, số 10. Mình phải cẩn thận trước khi mua. Trước khi mua mình các bạn nên hỏi những người buôn bán trước. Nếu mà mình muốn cái dầu nó đặc hơn chút xíu hoặc là nó lỏng hơn chút xíu là mình phải coi theo cái số này. Đó. Xe cũ xe mới các bạn phải cẩn thận một xíu. Mình xe này 2005. 2005. Đúng rồi. Thì mình mua cái số này cũng được rồi ha. Giờ mình chăm nhớt cho mọi người coi nha, cái hiệu này tốt nha. Đó, cái hiệu này tốt cho nên mình lại thường xuyên sử dụng cái hiệu này thôi. Rồi mình để qua mình quay nha. Mình khui, mình mở, kéo lên. Đơn giản, mình mở nắp ra. Thường mình yêu cầu các bạn mình á, đừng có đổ thẳng như vậy mà cứ nghiêng nghiêng như nè, nghiêng ngặt như vậy nha, chứ như vậy nó sẽ bị ọc. Canh vừa đúng nha, đổ thiếu là gắn chịu nha. Ok, hay quá luôn. Nha chóc. Nếu mà mình được thì mình để ngược lại luôn cái chai nó sẽ nha, dễ hơn nữa. Mà mình có thời gian mà ha. Bữa nay trời nắng đẹp cho nên mình làm từ từ tà tà mình có quay phim được. Chứ mình đợi mà nó mà tại mình vô mùa thu rồi. Cho nên là trời nó cũng lạnh mà mưa gió nữa. Hôm nay hên quá, mình được nhiều ánh nắng từ sáng giờ. Thường là chiếc xe là ít nhất cũng phải 5 lít. Mình châm gần hết bình rồi á, cái mình ngưng lại, mình để máy xe, mình canh cho đủ nhất hay không. Ha. Đó, hồi nãy mình nói là đừng có cầm cái bình như vậy nè, tại vì nó không thấy là nó ở đầu vô là nó sẽ bị ọc với là mình đổ tùm lum hết. Giờ mình đóng lại, mình canh coi cái nhớt của mình nó đủ chưa ha. Đó, mình hỏi nói cái khăn nè, tại mình làm mới là mình dựa vậy nè, mình mặc đồ hay là mình có sợi dây này thế này kia, mình cả cái sơn của mình nó sẽ bị chày. Cho nên hả là mình nói là có ai mà sợ chạy xe này kia là nên làm như vậy. Giờ mình để máy xe coi. Xe mình chạy 140 mấy cây, 143.000 cây số rồi ha. Cái thùng xăng thôi kia mình mới đổ. Mình đổ cái này mình chạy được có 817 cây số à. Thì ra là cậu ba của mình gọi, mình tưởng là mấy đứa nào nó mình đang làm clip mà nó quay vô nó gọi hai ba lần mình cúp ngang.
có thêm một chiếc xe để làm nữa. Giờ cậu mình qua, ổng bị ngay chỗ cái này nè, nó bị xúc lên, có nghĩa là một cái default của chiếc xe, cũng xe Hono, nó bị giống như là bị lạnh hơn, bị nóng quá, nó bị chóc sên, chóc không tự nhiên nó chóc sên, chóc chóc keo, cho nên nó bị bung lên. Rồi mà ổng qua coi mình làm được gì ha. Rồi giờ mình trở lại chiếc xe của mình. Thường thường là chiếc xe của mình á, một thùng xăng mình chạy tới 1000 mấy luôn, mà kỳ này á, nó chạy có 817 cây số thôi. Mỗi lần mình đổ xăng là mình bấm mình coi mình chạy được bao nhiêu cây. Thường thường mình chạy tới 1100 mấy chục cây. Kỳ này chạy được có 800 cây, coi như là mình mất 200 cây số. 200 cây số ha, là gần một tuần đi làm của mình luôn. Có thể là lượt gió nhớt hay là cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái trong xe của mình. Rồi với lại hôm nay mình chạy đường tắt á, chạy trong đường trong chứ không phải chạy ngoài highway, ở ngoài autobahn, ngoài đường lớn cao tốc, cho nên có thể là nó uống xăng nhiều hơn đó, chỉ vậy thôi. Ok, giờ mình xuống mình chăm nhớt nha. Ok, mình mới vừa chăm nhớt xong. Mình để cho nó xuống nhiều hơn chút xíu ha. Các bạn nên đề thêm một lần nữa, xong rồi cái mình sẽ chăm coi cái nhớt nó xuống đều hay không. Nhớ nha các bạn, nhớt của mình là nó phải nằm trong khoảng cách này đến như vậy. Cái cây đó, thường thường cái cây nó như vậy đó. Đó, cái khoảng cách nó như vậy nè ha. Đó, nè, để đây đó. Ngay chỗ ở đây, từ đây đến đây, giữa thì càng tốt, nhưng mà xuống quá thì không được, mình phải chăm thêm nha. Ok, rồi giờ mình vô mình đề máy thử coi nha, coi nhớt của mình nó xuống có đều không. Đó, sạch sẽ, mình không có bị, các bạn coi nè, mình không có bị nhiễu nhớt ra ngoài đó. Đó, nó khô queo nè, chưa, mình để cái khăn ngay đây nè. Đó, để mình vô mình để chiếc xe cho nó, để cho nó chạy một cái là mình thử nhớt, canh nhớt bên ngoài. Ok, mình để cho máy nó chạy chút xíu. Ok rồi, xong, nó để chữ như vậy nè đó. Giờ mình xuống mình canh coi đúng hay không, nhớt nó vừa đủ hay không. Nếu không đủ hay là mình phải, nếu không đủ nhớt là mình phải chăm thêm nha mọi người. Để đây cho các bạn coi. Mình thấy mình ra tìm găng tay chỉ được một cái trắng một cái đen. Trước khi là mình rút cái cây này ra, cái George, mình rút nguyên cái cây này ra, chùi sạch trước ha, sau mình để vô lại đúng chiều nha các bạn, nó chiều thôi. Mình rút ra mình coi nhớt nó tới đâu. Ok, nhớt của mình nó là vừa đủ luôn các bạn, không biết các bạn thấy không, đó nó hơn phân nửa một chút xíu đó. Đã ok quá rồi. Mình đợi chút xíu nữa, mình chùi cho sạch, xong rồi cái mình làm lại lần nữa. Đó, cái này mình thấy rõ hơn nè. Quý các bạn thấy không? Đó, ướp lên. Mình dậy thấy không ta? Dậy thấy không? Đó, nhớt nó vừa đầy luôn, là quá ok. Xong. Ok, vậy là bữa nay mình tạm ngừng đây nha. Đây là phần 1 của thứ 7. Sáng giờ mình là sửa xe,
giờ này là 3:19 rồi, cũng chắc là bữa chiều bên Việt Nam này ha. Một xíu nữa ông cậu mình qua mình coi chiếc xe gì bấm, có gì mình quay clip mình để, có thể là mình để phần 2 hay là để trong cái clip này luôn cho vui. Tại vì nó thật ra là đã cũng không có nhiều thời giờ để quay clip nữa, như là mình mới bắt đầu á, thành ra phải có, mình phải canh nhiều thứ, cũng như là mình không có cái apps để cắt phim hoặc để ráp nhạc để này kia, mình đang tìm mấy cái đó. Nếu mà bạn nào có biết á, thì mình cứ nhắn qua bên YouTube của mình nha, giới thiệu cho mình mấy cái apps á, lồng tiếng hay là cắt đoạn này kia đó. Cậu mình mới chạy qua ha, giờ mình coi chiếc xe trọng. Cái này nó bị chóc cái này lên thôi, nó đơn giản để mình coi lại nó bị chóc keo ở đâu, xong rồi mình dán lại đơn giản. Mà đơn giản mà có thể là không có thể đơn giản, thì cái miếng này nó ơ bung lên đó, để mình quay đó. Hôm kia rồi mình chắc keo nó như vậy rồi, thấy ghê quá mà thấy chắc không có ăn. Bữa nay mình làm lại cho nó kỹ hơn chút xíu. Đây cậu mình có thời gian chút xíu thì mình làm kỹ lại chút.